Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Anh em ơi, tôi quay trở lại rồi đây. Mấy hôm rồi tôi không ra clip, không biết anh em có còn nhớ tôi không nhỉ? Đánh dấu với cái việc quay trở lại này thì chắc là sẽ chơi một cái bài nhẹ nhàng thôi anh em nhé. Nhẹ nhàng thôi, meta thôi. Đấy, chọn một cái bộ bài meta để chơi cho nó dễ. Coi như là khởi động sau một cái chuỗi ngày mà chúng ta không động đến game. Không biết anh em thế nào chứ tôi mà một tuần không động đến ấy là y như rằng là như người mới chơi. Đấy. Thế nên là hôm nay chúng ta nhẹ nhàng meta anh em nhé. Đấy, còn tuần vừa rồi thì nói chung là cũng bận làm cái việc khác anh em ạ. Thế nên là cũng không có thời gian chơi. Nói thật với anh em là tôi thì được cái là làm cái gì ấy thì làm rất là nghiêm túc và làm rất là coi như là tập trung. Khi mà tôi làm bất cứ một cái công việc gì, tôi thường tôi sẽ dồn toàn bộ trí lực vào một cái công việc duy nhất. Đấy, chứ còn tôi không làm được hai việc một lúc anh em ạ. Đấy, hai ba việc một lúc là không bao giờ làm được. Thế nên là đã coi như là làm video game ý, là chỉ có làm video game thôi và tập trung làm video game. Đấy, còn làm video game xong thì là sang làm nhạc thì là chỉ có tập trung làm nhạc thôi. Đấy, mà làm nhạc xong mà coi như là xong game xong nhạc thì là đến thiết kế. Chứ còn tôi không làm cùng một lúc ba cái được. Đấy, làm ba cái thì nói chung là mình cứ bị phân tâm ấy. Mình cứ đang làm cái này xong nghĩ cái kia thì không bao giờ nó ra hồn. Đấy, mà không bao giờ mà nó hoàn thành được cái công việc. Mà kể cả ấy, là nếu mà nó có hoàn thành công việc ấy thì nó cũng không có được theo cái kỳ vọng của mình. Nó không có được như ý đâu. Đấy, thế nên là phải dành hết toàn bộ cái năng lượng, thời gian cho một việc thôi. Chính vì thế anh em thấy là đôi khi là cũng sẽ có một cái khoảng thời gian ở trên kênh này. Đấy là anh em sẽ thấy là vắng bóng tôi. Thì anh em cũng, nếu mà anh em xem nhiều rồi, anh em quen rồi, anh em không lạ gì, đúng không? Mà cái đợt này nhá, là cái đợt mà cái kênh này ấy, nó lại có rất nhiều view, rất nhiều người xem luôn mà tôi không có thời gian để tôi làm ấy. Chứ còn cái đợt này nhá, nếu mà mình chăm ấy, mà mình làm, coi như là mình chăm chỉ, mình ra nhiều clip ấy, cái đợt này là lại kiếm được nhiều tiền đấy. Nhưng mà cái đợt này tôi lại bận cái công việc khác rồi. Đấy, mà những cái công việc mà nó không thể nào nó dừng được thì tôi lại phải gác lại để tôi làm cái việc khác. Đó. Chứ còn nếu cái đợt này đúng ra nhá là phải tập trung vào trời kênh này. Kênh này bây giờ mới là cái kênh đang kiếm được nhiều tiền. Anh em thấy cái đợt trước ấy, cái view nó có bao giờ nó lên được 6.000 đâu, đúng không? Nhưng mà đấy anh em thấy không? Cái đợt này tôi ra ít video thì view rất nhiều, nó rất là cao. 6k view ở cái video gần nhất. Đó. Nó phải gấp 3 lần cái hồi cách đây khoảng 1-2 tháng ấy. Là nó là gấp 3 lần luôn ấy. Thì rõ ràng là thu nhập nó sẽ tăng lên là ít nhất là gấp đôi, đúng không? Nếu không được gấp 3 cũng phải gấp đôi rồi. Đấy, nhưng mà không có thời gian làm. Thế thôi thì cũng phải chấp nhận thôi. Được cái lọ thì mất cái chai anh em ạ. Đánh đổi cái việc là không kiếm được nhiều tiền ở cái kênh Game Today. Thì ở kênh Spotify, kênh mà mọi người nghe nhạc ấy, thì cũng đã đạt được một số cái thành tựu nhất định. Như tuần vừa qua là tôi đã đạt được cái mốc là 10.000 người nghe hàng tháng ở trên kênh Spotify. Và đây nó là một cái niềm vui mà tôi rất muốn chia sẻ với các anh em. Đấy, để anh em có thể là cùng chung vui với tôi. Chính ra ở kênh Game Today ấy, cái đợt vừa rồi ấy, cũng có khoảng 500 sub mới đấy. Thì thực ra trong 500 sub đấy là có cả các anh em mà không hề biết tôi qua con game này đâu, mà biết tôi là qua cái kênh âm nhạc ấy. Đấy, biết tôi qua Spotify, sau đó họ tìm đến. Họ tìm thì lại ra cái kênh Game Today anh em ạ. Thế là họ biết cái ông Tuấn Cơm là ông ấy vừa làm nhạc xong ông làm game luôn. Thì họ vào đây họ nghe tôi nói chuyện. Cái kênh này nó được cái hay ý, là tôi có thể trò chuyện với anh em hàng ngày, chia sẻ mọi thứ, nói chuyện về cuộc sống của tôi. Còn ở kênh nhạc thì chủ yếu là nghe nhạc thôi, chứ họ không biết gì về tôi cả. Thế là họ xa cái kênh này họ xem game luôn. Đấy, mà tự nhiên lại xem cái con game này lại thích anh em ạ. Thấy tôi chơi bánh cuốn tải về coi như là chơi luôn. Mà công nhận là con game này bánh cuốn thật. Đấy, tôi chơi 5 năm rồi mà tôi chưa thấy chán luôn. Nhất là cái đợt này ấy, cái đợt này là rất nhiều anh em quay trở lại là bởi vì là nó cân bằng. Con game nó cân bằng, nó thực sự nó rất hay. Meta này, cái bộ mà nó gọi được cho là meta thì thực ra nó cũng không quá imba. Nó cũng chỉ ở cái mức độ ở đấy thôi. Thực ra cũng có nhiều người tranh bài nhau cái bộ Exorcist ấy. Nhưng mà cái việc tranh bài không có nghĩa là cái bộ đấy nó có thể vô địch. Đấy, nó còn tùy. Rất nhiều trận đấu là có những cái bộ khác nó lại vô địch cơ, chứ không phải cái bộ meta vô địch đâu. Meta ở trong cái mùa này ấy, nó chỉ gọi là ổn định thôi, chứ nó không thể gọi là vô địch được. Nếu mà nói là ổn định thì ok. Meta thì nó sẽ là Hunter và nó sẽ là Exorcist. Mà chủ yếu là nó nghiêng về Exorcist nhiều hơn.
Chứ còn Hunter thì nó còn tùy trận. Hunter thì cũng sẽ là kết hợp với cả Exit thôi. 6 Hunter, 6 Exit. Đấy, hoặc là chơi 9 Exit hoặc là chơi 9 Hunter. Kết hợp với nhau, mix với nhau thì cũng ok. Đấy mà chơi riêng từng bộ thì cũng ok. Thực ra chơi riêng cùng từng bộ ấy, nó cũng có cái hay đấy. Chơi riêng từng bộ thì nếu mà chơi Exit đẩy nhanh, có thể đấm được mấy cái bộ mà gọi là siêu lết bây giờ, như là cái bộ ngũ long hóa hình ấy. À, nếu mà chúng ta đẩy nhanh chúng ta để đấm được những cái bộ đấy. Ura này có ăn được không? Ui, căng thế, căng thế. Vẫn ăn được, vẫn ăn được. May quá. Nhưng mà không có chuối chứ. Nhìn bài này không có chuối nhỉ anh em nhỉ. 6 Hunter thì mới có chuối được. Cho 6 Hunter vào anh em ạ. 6 Hunter ở level 7. 6 Hunter 3 Exit. Cái con cung đen nó làm co là chúng ta kẹp Exit vào. Còn nếu mà súng làm co thì tạm thời ở cái giai đoạn này chúng ta kẹp 3 đỏ vào ngon hơn. À 2 đỏ. Kẹp 2 đỏ kẹp với cả 6 Hunter thì nó ngon hơn là kẹp như này. Và bởi vì là bây giờ đang có 3 con Exit ở trong đội hình, khá là khỏe. Nhiều Exit thì cứ kẹp Exit vào thôi anh em ạ. Bọn Exit nó sẽ không bị chia phần trăm máu. Rồi. Thằng này nó cũng up lên 7 rồi này. Ua thua. Ai thua rồi. Căng nhờ. Ôi con này mặt lạ điên với cả gậy gai. Đam to. Bài to như này mà không có chuỗi anh em nhỉ. Thực ra meta này tôi cũng đã có những cái nhận xét ở trong cái meta này từ mấy cái video trước rồi. Là meta này đánh cái chuỗi thắng ấy nó rất là khó. Rất khó đánh chuỗi thắng. Đánh chuỗi thắng thì thực sự bài anh em phải to. Bởi vì rất nhiều người đánh Hunter đầu game. Đấy nên là cái việc mà nhiều người có thể có khả năng đánh chuỗi nó là rất là lớn. Đấy, Hunter mà, Hunter thì khỏe đầu game, khỏe giữa game. Với cả bây giờ những cái đồ xanh lá ấy, nó rất là hợp với cái bộ Hunter. Từ cái bố set này, cái gậy gai này, cái MOM này. Đấy, đều là những cái món đồ mà sử dụng cho cái bộ Hunter này. Chính vì thế là nếu mà ai mà chơi Hunter đầu game ấy thì khả năng là đánh chuỗi thắng. Còn những cái bộ khác thì rất khó. Rất khó đánh chuỗi thắng anh em nhé. Đấy, nên là cái meta này này, có thể nói là một trong những cái meta mà cái người mà chơi Eco ấy là cái người rất là có lợi thế đấy anh em ạ. Chỉ cần ra hai con Eco ấy, hai con mục sư đầu game thì tôi khuyên anh em mà lên Eco. Eco vừa được tiền này, vừa có chuỗi thua. Đấy, có chuỗi thua mà nó giữ được máu cơ. Bởi vì cái meta này không phải meta đẩy anh em hiểu không? Anh em chơi Eco, anh em vừa giữ được máu, anh em vừa có tiền mà anh em có thể comeback được, anh em rất là mạnh. Anh em không sợ bị đẩy. Meta này không đẩy nhiều đâu. Và chủ yếu là sẽ kéo về siêu lết đấy. Meta này đánh cực kỳ lết game luôn. Đánh rất lâu. Thường là một trận đấu ấy, ở trong cái meta này nó phải kéo dài đến round 40. Tôi nghĩ là phải đến round 40 đấy. Ít nhất là round 36 trở lên. Chứ còn rất ít khi mà nó trước round 35 lắm anh em ạ. Trước round 35 kết thúc trận đấu thì gần như là meta này không có đâu. Bộ siêu đẩy nó không đẩy được cơ. Bởi vì không ai chơi đẩy cả. Một người chơi đẩy nó không ăn thua anh em ạ. Và thường là những cái người chơi đẩy ở trong meta này này thường sẽ phải trả giá bằng việc là không đẩy được. Không đẩy được là sau round 20 ấy. Sau round 20 đến round 21 thôi là bắt đầu có cái bộ 9 exit rồi là coi như là bị đẩy ngược lại luôn. Đấy nên là thường là meta này là họ không chơi beat đâu, họ không chơi những cái bộ đẩy đâu. Bởi vì chơi beat mà sau round 20 ấy, đến sang round 21 thôi là bắt đầu là gặp những cái nhà 9 exit rồi. Đấy mà beat và gặp 9 exit thì xác định luôn là full nhà luôn anh em nhé. Đẩy cực kỳ căng luôn. Mà cái bộ 9 exit ấy thì nó đẩy kinh, nhưng mà nếu mà 9 exit mà cứ gặp cùng là 9 exit thì chả đẩy được bao nhiêu đâu. Bởi vì là cùng là exit mà, nó có gọi ra zombie đâu mà đẩy. Exit gặp exit thì gần như là nó mất rất ít máu, chỉ lọt một hai con thôi, không đáng kể. Đấy nhưng mà exit mà gặp cái bộ khác ở trong cái meta này ấy, thì nó lại cũng không đẩy nhiều được. Cũng không hiểu lý do làm sao nhá. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà nó gặp beat thì nó sẽ đẩy rất nhiều. Chính vì thế nên bây giờ không ai chơi beat. Rất ít người chơi beat. Bởi vì trong meta nó toàn phe giờ này. Xong nó toàn là Hunter, nó toàn là Exit. Gần như là beat chả ở cửa nào chơi ở trong meta này cả. Thế nên là
cái người mà chọn chơi beat để mà đi kiểu đi đẩy ý, thường nó sẽ phải trả giá ở cái giai đoạn late game, khi mà không đẩy được xong rồi bị đẩy ngược lại, sau đó là bị coi như là top dưới, không bao giờ là top trên cả, rất khó chơi. Trừ khi là beat xanh, kiểu beat cực xanh luôn, đánh được chuỗi thắng vàng khe, đẩy hết tất cả các nhà thì may ra mới có cửa. Chứ còn cái thể loại mà eco xong chơi beat là gần như là không có rồi. Đó, eco thường bây giờ eco chơi Exit, eco chơi Ngũ Long. Đấy, một trong những cái line up mà đánh siêu late game. Eco có tiền chơi Ngũ Long này, hoặc là chơi chơi Witcher Assassin. Thường là round 21 đến 23 là nó đã dí ở lên 10 rồi. Cái bọn đấy mà khi mà nó đã eco từ round đầu tiên ấy, kiểu gì nó cũng sẽ lên 10 được ở round 23. 23 nhá. Chứ còn không phải 26 đâu. Assassin Witcher rẻ tiền mà, cái bộ ấy cực kỳ rẻ tiền luôn. Nhiều khi chỉ cần có một con như là con Shadow 2 sao thôi là nó đã đủ gánh rồi. Sau đó là up lên 10. Từ lúc mà cái bộ đấy lên 10 cái là có thể đánh được chuỗi thắng. Đấy. Đánh nó cũng dễ thôi, nó cũng không khó đâu. Chơi cái bộ đấy bây giờ nếu mà chơi theo kiểu eco thì nó cũng dễ. Tôi thấy là nó cũng đơn giản. Rồi, round này tôi sẽ dí lên level 8 anh em nhá. Bởi vì chúng ta chưa gặp thằng có chuối anh em ạ. Cái thằng kinh hoa có chuối thì chúng ta gặp rồi, thua ở cái round đấy. Đấy, còn cái thằng chuỗi vàng chúng ta chưa gặp. Round này chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta sẽ ăn cái chuỗi của nó. Làm nào để cắt được cái chuỗi này, gỡ lại cái số tiền. Đấy, up lên là hết tiền rồi. Bây giờ cắt chuỗi kiếm tiền. Ủa thôi chết rồi. Chưa gặp mà gặp thằng kinh hoa kia, có bị thằng kinh hoa cắt chuỗi không nhỉ? Thằng kinh hoa nó cũng đang chơi cái bộ Hunter giống tôi này. Anh em thấy không? Đây này. Lướt qua toàn Exit với cả Hunter thôi. Đấy. Ui, bị cắt chuỗi rồi. Hỏng rồi. Chán quá đi của tôi. Kế hoạch phá sản. Kế hoạch của tôi đã bị phá sản anh em ạ. Và tôi bây giờ tôi hết tiền. Tôi không cắt được chuỗi của nó. Thằng kinh hoa nó chơi cùng đội hình với tôi đấy anh em. Level 8 50 tiền. Cùng một đội hình, hai số phận à? Chơi. Nói chung ấy là nếu mà anh em chơi cái meta này mà anh em xác định chơi Hunter với Exit ấy, anh em sẽ xác định là anh em sẽ trùng bài với rất nhiều người. Đây là anh em thấy không? 6 thằng Hunter Exit ạ, 6 thằng luôn. 6 người Hunter Exit, còn lại là hai ông là chơi Greater. Quá dã man. Tranh nhau à, tranh nhau. Cái bộ này nó dễ anh em ạ. Đây là cái bộ ổn định nhất meta đấy, nó dễ chơi lắm. Kiểu gì cũng vào top, chơi kiểu gì cũng vào top. Nhưng mà tất nhiên là những cái trận đấu mà có 6 người cùng chơi như này thì làm gì có cái chuyện là 6 người vào top đúng không? Kiểu gì chả có thằng mà nó bị out top. Tất nhiên là cái thằng đấy nó không phải tôi rồi. Trận đấu này tôi còn nhiều máu lắm. 89 máu thì đương nhiên là không thể out top rồi. Nhưng mà sẽ có thằng Exit Hunter out top anh em nhé. 6 ông chơi thì kiểu gì chả có ông bị out top. Chứ còn 6 ông mà on top thì chắc là top 6. Tôi nghĩ là như thế. Chứ còn không bao giờ có chuyện on top mà 6 ông top 1 được thì nó không phải là cái trò này nữa rồi. Nếu mà 6 ông mà chơi cùng một đội hình ấy, thì nó hơn nhau ở cái đồ anh em ạ. Hơn nhau đồ nào, ông nào lấy được cái bố set, ông nào lấy được cái MOM, ông nào lấy được cái gậy gai đầu game. Đấy. Nhưng mà cái quan trọng nhất nó anh em biết là cái gì không? Cái mà tôi đang có ấy, nó chính là cái nó gọi là cái thanh đao lội chiến ấy. Đấy. Nếu mà cùng một bộ thì rõ ràng cái món đấy là cái món mà khỏe nhất rồi. Gươm lội chiến này nó sẽ coi như là cho anh em đấm với những cái nhà còn lại. 6 ông chơi Exit Hunter thì cái ông nào mà có cái mã thông báo đấy, cái gươm lội chiến sẽ là cái người mạnh nhất. Không nói nhiều đấy, tôi lấy rồi. Đấy, khỏe chưa? Bây giờ mà cho gặp lại thằng kia là thế nào ăn được chuỗi đâu. Mà bao giờ mới gặp lại thì chưa biết. Cho gặp lại sớm ấy, chứ để nó mạnh rồi nó có tiền nó roll ra nó form đội hình thì chắc là chúng ta thua đấy. Trên này khả năng là tôi sẽ chơi Hunter anh em ạ, mà không chơi 9 Exit đâu. Kết hợp 6 Hunter với cả 6 Exit. Chơi cái bộ đấy. Để cùng đánh với cả những cái bộ Hunter khác ấy, thì tôi nghĩ là chơi cái bộ đấy nó khỏe hơn. Theo cá nhân tôi là như thế. Chúng ta có cái sức dồn down nó mạnh hơn so với cái bộ 9 Exit.
9 Anger Seed thì thực ra nó khỏe, nó đẩy khỏe đấy. Nhưng mà nó dồn đam nó không mạnh bằng cái bộ này đâu. Cái bộ 9 Anger Seed mà gặp những cái bộ Anger Seed khác thì thực ra nó cũng không gọi được zombie, đúng không? Nên là nó phí lắm. Đây này, như cái thằng này chơi 9 Anger Seed này. Thực ra là nếu mà form được 9 Anger Seed thì cũng không có ra zombie được đâu. Mà cái khả năng chia đôi máu thì nó cũng chả chia đôi được, bởi vì chúng ta cũng là Anger Seed mà. Tốt nhất là trong những cái trận đấu mà gặp Anger Seed thì chơi Hunter. Anh em ạ, chơi Hunter. Đây đủ rồi này, 6 Anger Seed, 6 Hunter. Chúng ta sẽ kẹp được vào 2 Warlock nữa. Nhưng mà bây giờ chưa đủ tiền lên 9. Phải đủ tiền lên 9 cơ. Đủ 6 Anger Seed rồi, cho tôi bán lấy con này đi. Con này không cần, đan lét này là thừa. Lên 9 thì chúng ta sẽ kẹp vào hai con ác mộng với cả con zipper anh em ạ, sao zipper. Round sau tôi sẽ đẩy lên 9, 23 lên 9 anh em nhé. Trận này bị thọt tiền nên là không lên level 9 ở round 21 được. Ừ, gặp phải mất chuỗi rồi. Khỏe quá. Ơ, từ, chưa chắc. Mất không? Chưa chắc mất đâu nhá, chưa chắc mất đâu. Vẫn còn hai con Hunter phía dưới bắn. Rồi, yên tâm. Tôi cứ tưởng bị Mueta bớ ấy, là chết. Ai ngờ nó bắn ngược lại luôn. Cung đen nó bắn chết con Mueta mà. Anh em xem quả vừa rồi sợ thật đấy. Lúc mà Mueta nó bật bất tử lên ấy, tôi cứ nghĩ là cung đen chết. Nhưng mà không, quay ngược lại là bắn chết cái con Mueta. Bắn chết được con đấy là thắng. Đấy, con để con đấy sống là coi như là toang. Chắc chắn là cái round đấy là mất chuỗi. May quá. Rồi ok rồi đấy. Mà cái thằng kia là cũng mất chuỗi rồi kìa. Lên 9. Chỉ lên 9 50 tiền nó mất chuỗi. Như tôi mà tôi có tiền như thế tôi không bao giờ tôi để mất chuỗi đâu. Tôi phải xả hết tiền để tôi giữ chuỗi. Mà thôi là rồi. Bây giờ nói chung là bây giờ mình cũng lên 9 rồi ấy, mình cũng yên tâm rồi. Lên 9 cái bộ này là đủ bộ rồi. Khỏe rồi anh em ạ. Nói chung là bây giờ không thể nào out top được đâu. Form đủ đội hình rồi, ở round 23. Bây giờ chỉ có lên 10 để mà mắc binh thôi, chứ còn đánh ở 9 là như này là quá ok rồi. Đội hình ở 9 rất ổn luôn. Có thể sống sót tới round 30, 35 nó vô tư với cái đội hình này. Chỉ cần giữ ở level 9 thôi là đủ. 6 Hunter, 6 Anger Seed. Đấy, có kẹp thêm được cả hai hút máu nữa. Thường là người ta sẽ dừng lại ở cái level này, xong người ta roll cái con Mueta lên 3 sao ấy. Nhưng mà trận đấu này anh em thấy là Mueta của tôi nó vẫn một con đấy. Chưa ra thêm con nào. Khả năng là tôi sẽ dí lên level 10 tôi kiếm 5 đô thôi anh em ạ. 5 đô ở trong trận đấu này mà làm co thì có kiếm hồn. Chúng ta kiếm mấy con kiếm hồn 5 đô 1 sao là nó khỏe rồi. Không cần là phải lên 2 sao. Nếu mà lên 2 sao được thì cánh luôn. Kiếm hồn mà kết hợp với Anger Seed thì tốt nhất là kết hợp với cả cái bộ Witcher. Witcher Anger Seed kiếm hồn. Thôi mất chuỗi rồi. Mà nói chung là tầm này thì sớm muộn thì cũng mất chuỗi thôi anh em ạ. Bình tĩnh. Lên được cái form này là ok rồi. Sợ nhất là không lên được 9 thôi, chứ còn lên được 9 thì vô tư. Sau đó đến khoảng round 29 chúng ta đủ tiền lên 10 thì chắc là tôi sẽ lên 10 luôn. Chứ còn tôi cũng không muốn dừng lại ở đây roll đâu. Con cung đen ấy nó tự ra đi. Nếu mà nó lên 3 sao thì tốt, mà không lên được thì thôi. Đấy, một người đã ra đi rồi kìa anh em kìa. Và cái người đấy là cái người chơi Greater anh em ạ. Cái thằng chơi Greater, cái thằng ra đi top 8. Và vẫn còn lán lại để xem. Thậm chí là cái thằng em tôm nhá, nó là 50 tiền ở level 9. Và chắc là nó sẽ lên 10 đó. Tôi nghĩ là nó sẽ lên 10 đó. Thằng đấy nó cũng đang chơi Anger Seed. Ok, ra cái
Dìu pha lê đi nhỉ. Lấy dìu pha lê luôn. Thực ra là cái món đồ đồ xanh dương này thì chúng ta có thể là hướng đến một cái hai tia thì nó ngon. Rồi tôi sẽ đổi đồ cam luôn anh em nhé. Búa sét quá tuyệt vời. Vứt cái búa sét là được cái búa sét rồi. Tôi đang hướng đến là cái con lâm đồ ấy, cái con kiếm hồn ấy. Ra kiếm hồn gánh tạm đã. Còn Mueta mà lên được 2 sao tôi cũng sẽ chơi Mueta thôi anh em ạ. Con tướng mới nó rất khỏe. Thậm chí là nếu mà có cung đen ấy nó lên được 3 sao tôi còn không thèm chơi cơ. Cung đen lên 3 sao tôi cũng sẽ dồn đồ cho Mueta thôi. Mueta bây giờ 2 sao nó mạnh hơn ở cung đen 3 sao luôn. Con tướng mới nó rất mạnh. Có khả năng là lẩn trốn rất là khỏe. Hay là nói theo thuật ngữ chuyên ngành của anh em Weibo, fan của Naruto thì nó là ẩn thân chi thuật đấy. Với khả năng ẩn thân chi thuật thì cái con Mueta này nó cực kỳ khó chịu luôn. Với bất cứ đội hình nào nó đều cực kỳ khó chịu. Nhất là những cái đội hình mà gây đam vật lý gần như là bất lực với cái con này luôn. Nếu mà con này nó kẹp thêm gót vào thì thực sự nó rất là bất lực. Cái con Mueta nó lên được 3 sao nhá mà có kẹp thêm gót ấy là nó có thể tung chiêu liên tục. Đấy là ẩn thân liên tục luôn. Nó không bị dừng lại với cooldown đâu. Rất là khỏe. Mà nếu mà kẹp 4 gót nữa thôi, xác định luôn. 2 gót thì có thể nó sẽ có bị khựng lại 1 giây. Nó hiện lên, nó hiện thân. Đấy, còn lại là nó sẽ ẩn. Còn nếu mà 4 gót thì kể cả 2 sao thì cũng là liên tục thôi. Sẽ ẩn thân liên tục. Thằng em tôm chơi 9 Hunter à? Lì nhờ. Ôm 50 tiền 4 máu. Lì thật. Ô thằng này chuyển sang Saman rồi đấy. Vậy là thằng này nó không chơi chơi Greater nữa mà nó chuyển sang Saman. Nhưng mà bạn ơi, Saman mùa này thì có ăn thua không? Saman ấy à, Saman Metalist à? Trông Saman bị đẩy gần chết rồi đấy anh em này. Saman còn có 13 máu này. Saman out meta rồi. Saman bây giờ không đấm được cả Aegisid cơ mà. Bởi vì Aegisid bây giờ nó có phải là Aegisid đâu. Aegisid bây giờ nó là... À đâu, cái thằng đấy nó không chơi Saman nữa. Nó chuyển sang đỏ rồi. Vậy là cái thằng Greater chuyển sang. Chứ không phải là nó bị chết. Cái thằng mà bị ra đi top 8 với cả top 7 ấy, đều là chơi Hunter hết anh em ạ. Đều là chơi Hunter hết. Còn cái thằng Greater vừa lấy là bây giờ nó chuyển sang Saman. Sau rồi nó đá sang là đỏ rồi. Bây giờ là 4 Metalist kẹp với cả 6 đỏ. Đánh ở level 10. Tôi có cái mã thông báo. Bây giờ tôi cứ bắn 3 hit một con anh em ạ. Thậm chí là có những cái con tướng chỉ mất có 2 hit thôi. Vẫn thua này. Căng nhờ. Căng thật đấy. Căng thật đấy. Ui thằng này cũng có mã thông báo, ngoài ra có cả lùn nữa anh em ạ. Thảo nào mà nó bắn khỏe thế. Ok thôi không sao. Bây giờ mình cứ lên 10 đi. Lên 10 rồi tính. Đi rồi kìa. Thậm chí là còn bị Aegisid nó bắn chết luôn. 6 đỏ Metalist ý. Thì bây giờ nếu mà có cái con gấu tổ nó lên được 2 sao thì mới chơi thôi. Chứ còn ai chơi bằng cái con phong vũ nữa. Con phong vũ trong cái bộ đấy yếu ở xử ra. Phong vũ bây giờ là chỉ có kẹp với cả cái bộ Greater thôi anh em ạ. Nó không bị khống chế. Với cả cái bộ Greater là có khống chế mạnh nó mới đánh được. Chứ cái bộ 6 đỏ gần như là gây đam chủ yếu là đánh kiểu đôi công ấy. Cái bộ 6 đỏ mà gặp Aegisid đã bị chia đôi máu rồi thì thực ra cái bộ độ lì đòn của nó là không có rồi. Chỉ còn cái sức mạnh tấn công từ Metalist thôi. Thì Metalist thì hên xui. Đánh quả được quả không. Nói chung là Metalist bây giờ mà không có gấu tổ đánh khó. Thằng này yếu, ăn được. Thằng này không có mã thông báo, ăn kiểu gì của tôi. Rồi, ok, ăn được rồi. Cung đen gánh hết. Mặc dù chỉ đẩy nó được một con
hai bộ Exit gặp nhau thì nói chung là đẩy không nhiều đâu. Sang soi làm gì, trời ơi, đánh giống nhau mà. Ok, sao bọn nó cứ sang soi tôi nhá. Lạ thật, có cái gì đâu, đồ đạc các thứ thì nó cũng chỉ cái búa xét thôi mà, đã có cái gì đâu. Bây giờ đang trong quá trình lên 10 rồi, chủ yếu là bây giờ hướng đến con kiếm hồn thôi anh em ạ. Đấy, thế thôi, nhưng mà bây giờ tôi lại là cái người mà đang giữ máu tốt nhất đây này. Thằng kia nó đang định chuyển sang Feather à? Nó lại không chơi Hunter, lại chuyển sang Feather. Thực ra những cái trận đấu mà ở top server này thì họ có thể họ chuyển liên tục ấy mà. Cũng chả biết họ chơi gì đâu anh em ạ. Đấy mà bây giờ là ra đi hết rồi, còn Exit đánh với nhau thôi anh em. Tất cả giờ anh em nhìn thấy là toàn Exit đánh với nhau. Exit cung như làm gì còn cái thằng nào đâu. À có thêm thằng Glitter nữa thôi. Có thêm thằng Glitter đó. Round 30 rồi. Lên 10 thôi nhỉ. Chúng ta giữ máu đến bây giờ ta lên 10, ta roll 5 đô thôi anh em ạ. Đây. Mua săn mấy con Witcher tí cho vào. Cương bóng tối này cũng được này. Lấy tạng, lấy tạng với món này. Tí nữa có gì đổi sao. Hiện tại cái món này cũng ngon. Sau nếu mà đối thủ có cái gậy như ý thì chúng ta chuyển. Chúng ta sẽ rèn cái đồ này thôi. Ở ra này tạm thời thế này đã anh em nhé. Kẹp thêm con gấu vào rồi. Ok. Bắn đau nhá. Anh em nhìn con cung đen kìa. Trời ơi nó bắn kìa. Hai hit chết một con. Bắn đau thật sự luôn ấy. Rồi đủ bộ rồi. Đây rồi. Rồi chuyển sang Witcher rồi. Thừa nhiều Exit quá nhỉ. Đây. Thừa một Exit. Ơ thế bỏ toàn 2 sao ra. Thôi được rồi, không sao. Mà vấn đề là nó đủ bộ nó mạnh. Anh hiểu không? Vấn đề là nó ở cái chỗ là bây giờ nó đánh bằng Celesi. Chứ nó không đánh bằng tướng 2 sao. Tướng 2 sao chỉ đánh đầu game thôi. Chứ còn late game này là phải khả năng kích hệ. Đấy, khả năng kích hệ tộc ấy. Còn chủ yếu là cái con tướng co lên 2 sao được. Tướng co thì thực ra con cung đen này nó cũng không hẳn là nó đã quá mạnh. Nhưng mà anh em thấy không, là khi mà nó đã đủ bộ rồi thì nó cũng tương đối khỏe đấy. Bắn cũng khá là đau ấy. Đấy, cũng chỉ lọt một con thôi. Cung đen nó khi lên 3 sao trước Mueta lên 2 sao đây này. Đều thật. Thực ra bây giờ con súng nó cũng chả quan trọng nữa. Bỏ ra luôn. Kẹp vào được 4 cá này. Bốn cá đánh với cả Creator cho đỡ mất nhiều máu. Ok. Trời này tôi chơi Exit rồi anh em ạ. Tôi không chơi Assassin anh em nhé. Không chơi đâu. Kiếm hồn còn một con nữa thôi. Đây rồi. Hay quá nhờ. Rồi đập trứng kiếm hồn luôn. Nhưng gì nữa. Kiếm hồn cầm cái đống đồ này là đủ gánh rồi. 5 đô 2 sao mà phang nó. Rồi xong rồi. 6 Exit, 6 Hunter.
6, chính là 6 Exorcist, 6 Hunter thì kiếm hồn này lại không ngon lắm nhỉ. 6 Exorcist, 6 Hunter. Kiếm hồn thì sẽ là gì? Sẽ là 6 Exorcist, 4 Warlock. 6 Exorcist, 4 Warlock kết hợp với 4 Witcher. Thì tôi nghĩ là nó sẽ khỏe hơn đấy. Để xem nào. Ôi, con kiếm hồn bị úp lồng kìa. Kẹp 4 cá rồi, sẽ không sợ xoài quạt của con Thunder nữa. Đấy, ui, bắn đau lắm anh em ơi. Cái đội hình của tôi gần như đã chết hết sau khi bị úp lồng. Nhưng mà sau khi mà cái lồng nó hết ấy, là tôi đấm ngược lại luôn mà. Khỏe thật. Tôi nghĩ là với cái con kiếm hồn 2 sao này có thể gánh tiếp được cho đến khi Mueta ra anh em nhá. Trời ơi, con này nó không ra luôn cho tôi ạ. Thực sự là nó chỉ cần 2 sao thôi ấy. 2 sao là nó sẽ có thể là nó còn giúp tôi vô địch được cơ. Nhưng mà bởi vì nó không ra nên tôi mới phải chơi kiếm hồn đấy. Nói đến đây chắc có nhiều anh em thắc mắc là tại sao ra trứng không đập cho Mueta mà đập cho kiếm hồn. Làm content anh em. Dã man. Chỉ có thể giải thích được là làm content thôi. Ok. Đùa chứ, nếu mà ra quả trứng 5 đô đập cho con 5 đô thì nghe chừng là có vẻ nó đã hơn đúng không? Nó hợp lý hơn là đập cho một con tướng 3 tiền. Nhưng mà thực ra cái trên thực tế thì lại không phải. Lên đập cho con Mueta anh em ạ. Đập cho kiếm hồn nhiều khi là nó vẫn đuổi đấy. Kiếm hồn bây giờ nó không mạnh lắm đâu. Kiếm hồn từ khi mà nó thay đổi sửa cái skill này nó cũng không mạnh lắm rồi. Giảm sức mạnh đi khá khá đấy. Đấy, ui rồi bị đấm nó sấp mặt này, Mueta dồn đồ khỏe lắm. Cung đen vớ vẩn lên được 3 sao trước Mueta lên 2 sao. Thực ra cái này nó chỉ là một cái thử nghiệm thôi anh em ạ. Quả trứng thì tôi phải đập luôn để giữ máu. Còn tôi muốn thử nghiệm là xem liệu rằng cái trận đấu này tôi có thể tự ra cái con này lên 2 sao không. Đấy. Coi như là làm cái content là đến cái phút cuối mới ra con này để mà lên được top 1 đúng không? Anh em thấy hợp lý không? Hợp lý. Chứ còn bây giờ đập trứng luôn thì nó lại không hay nữa. Đấy, còn tôi đập trứng cho con kiếm hồn để giữ máu anh em ạ. Không toàn. Bây giờ mà không đập trứng cho kiếm hồn thì nó lại không giữ máu được. Đúng không? Anh em thấy giải thích như thế đã hợp lý chưa? Tôi nghĩ là đến 90% anh em ở đây là thấy là nó không hợp lý. Nhưng không sao anh em ạ. Bởi với tôi thì nếu mà chúng ta nói là content thì nó hợp lý hết nha anh em nhé. Kiểu gì cũng hợp lý mà. Ok. Rồi bây giờ chắc là random thôi. Đồ này chả có cái đồ gì ngon cả. Ok, BKB được, hợp lý. Bây giờ tôi sẽ đổi một cái món đồ nữa. Đồ cam á. Xem nào. Có BKB rồi, có thể chúng ta sẽ bỏ cái giáp đi cũng được. Ok không? Rồi. BKB là nó chống cấm đánh rồi anh em ạ. Không sợ nữa, có BKB là được rồi. Khiên thiên thể. Lên lấy cái này. Đề phòng cái trường hợp mà nó đam to và nó bắn vào mình ấy, nó phản lại anh em ạ. Hợp lý. Đấy, đập trứng cho kiếm hồn giữ được máu phết đấy anh em ạ. Ok. Con kiếm hồn để gây đam chán thật đấy anh em nhở. Anh em thấy này. Nhìn này. Đội hình thì chết hết rồi mà trông ông đánh kìa. Chán đời. Ôi kìa. Ôi kìa. Yếu á. Không ăn thua. Với cả đối thủ nó có cái búa bình minh. Nếu mà chúng ta chưa kiếm hồn là chúng ta sẽ bị thua. Áp sát vào là sẽ bị stun luôn. Ôi. Con kiếm hồn này nói chung là lên game mà phế rồi đấy. Bây giờ kiếm hồn yếu thật đấy.
Chán nhở, Rôn không ra được con Mueta 2 sao này. Anh em thấy này. Cay không? Cay thật sự. Cố phần này, top 4 đi chứ. Gặp mấy thằng kia thua hết à? Có thắng thằng nào đâu. Nhìn kìa. Ui nó bắn đau đấy. Mà sao cái bóng của con kiếm hồn nó ít thế nhỉ? Gần như ra phát là mất luôn. Ui kìa. Ui nó bắn đau thật đấy. Thằng này nó có cái gậy như ý rồi. Vừa có gậy như ý, vừa có mã thông báo lại, vừa có cả lùn nữa. Khỏe quá. Thôi bỏ mấy con Warlock đi. Để tiền vào roll. Sắp đi rồi. Thế kìa. Roll không ra gì luôn anh em ạ. Cung đen sắp lên 3 sao rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ vứt cái Shadow Blade thôi. Trận này thì không phải top 4 nữa rồi. Ui đúng thật, bây giờ mình yếu nhất luôn anh em ạ. Thằng này thì quá nhiều 3 sao luôn. Phong vu lên được 3 sao rồi. Bây giờ yếu nhất trong 3 thằng đó. Đấm chết con phong vu được không? Ui phong vu 3 sao đấm kìa. Có đồ hồi máu nữa chứ. Hai đồ hồi máu liền. Có cả bất diệt nữa, rất trâu. Khó chịu nhỉ. Khó chịu nhất là chính là cái thằng Hunter kìa. Mất chuối rồi kìa, bị phong vũ đấm. Khó nhỉ. Bây giờ đổi chỉ có đổi đồ cam thôi. Bây giờ vẫn còn cái nhà Exit này, chưa muốn vứt đồ đi anh em ạ. Phải có đồ đánh với cái nhà này nữa. Cái mã thông báo thì bây giờ phải giữ lại thì mới đánh được. Nói chung là bây giờ tôi sẽ dư round 30, à round 40 thôi anh em. Không có vứt đi đâu. Thằng này bây giờ chỉ hy vọng cái thằng Creator nó đẩy được nhiều đó. Để chết luôn được thì càng tốt. Đấy, ui dồi, chết luôn, hay quá. Vứt được cái mã thông báo rồi. Hay, được quá, tóc bạc được quá nhờ. Trời ơi, thằng này nó đang có chuỗi nhá, sau một round mất chuỗi, round sau mất là coi như là bay màu luôn. Quá căng. Căng thẳng nhờ. Rồi xong rồi. Vậy là bây giờ chúng ta solo với một cái nhà không cùng hệ. Sẽ không đánh trùng bài nữa. Vẫn sẽ có khả năng ăn được cái nhà đấy anh em nhá. Anh em thấy không? 6 nhà Exit và cuối cùng là chỉ có một nhà on top thôi. Đấy và khả năng cái nhà đấy là chính là tôi đây. On top là top 1 luôn đấy chứ. Vấn đề bây giờ ra mua ta không? Cái sai lầm của đối thủ là gì? Sai lầm của đối thủ là mua ta, đối thủ không có blink. Con đấy nó phải có blink lé anh em ạ. Có blink thì mới lẩn được. Đây rồi, ôi rồi ôi. Cái nhà đấy chết là mới coi như là ra tôi đấy. Bởi vì làm sao? Bởi vì là con này nó chính là từ cái nhà kia mà sang đấy anh em ạ. Còn trước đấy làm gì có cái con này đâu. 6 nhà tranh thì lấy đâu ra. Ông nào ông cầm ít nhất là 3 con. Thôi rồi, dồn đồ cho nó thôi. 2 sao thôi nhưng mà cánh kèo đấy anh em ạ. Thôi đổi đồ thôi. Tạm thời sẽ là như này đã. Ok. Giáp xương. Tạm thời như thế đã này. Mà đây. Blink lẻ ngay đằng sau đúng không? Làm gì có chuyện đứng ở góc để cho bớ vào. Khác biệt ngay thấy không? Ôi. Thấy chưa? Thấy chưa? Khác biệt chưa? Khác biệt chưa? Rồi sao? Ồ vẫn thua đấy. Không, không bạn ơi, không. Ấy hai sao ấy. Đấy, mỗi round chỉ cần lọt một con như này thôi, 5 round nữa là chiến thắng là cùng cái gì. anh em thấy không? Với cả meta này anh em có thể chứng kiến là nó sẽ kéo dài tới round thứ 42, 43 đó là bình thường. Rồi, ok rồi đấy. Bây giờ chỉ để làm sao ấy để nó không bị bắt thôi.
đối thủ, trong cái trường hợp mà đối thủ bỏ cái Blink ra ấy, là chúng ta phải nhảy sang cái bên mà nó không có phong vu anh em nhá. Đánh nó phải hết sức cẩn thận. Con phong vu mà nó đứng bên nào là phải nhảy sang cái bên đối diện. Đấy, không là nó bỏ Blink ra nó bắt ngay. Nó phải hết sức cẩn thận. Đó. Bắn hết, bắn hết. Bắn đau chưa? Trời ơi. Cái con phong vu của đối thủ à. Làm gì? Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Mũi đao là một con. Thế thôi, chỉ cần thế thôi chứ còn gì nữa. Xong chưa? Cung đen 3 sao nhá, không thèm chơi. Không thèm dùng cung đen luôn mà. Được chưa? Rồi, bạn làm gì làm đi. Không sợ. Luôn là phải check cái con phong vũ của đối thủ. Đối thủ đã bỏ con gấu kia đón tôi kìa. Đấy. Bỏ bờ linh rồi. Bỏ bờ linh rồi. Bỏ bờ linh rồi. À vẫn chưa bỏ bờ linh à. Thế thì vẫn được. Thế thì vẫn ok. Ui mà lao này con cung đen bị chết rồi kìa. Càng 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 bạn ơi. Càng bạn ơi. Càng bạn ơi. Tao lại thua à. Con phong vua gì mà con của tôi còn tí máu. Ok bạn ơi solo. Solo này. Ôi rồi. ok ok. Ui. Tôi cứ tưởng là ăn được nhưng mà nói chung là quả đấy mà ăn được thì cũng vãi cứt. Tưởng 2 sao ăn tưởng 3 sao luôn mà. Mà cái con phong vu nó đã gọi là cái con mạnh nhất ở trong bộ creator đấy nhá. Dã man chưa. Căng thật sự. Rồi bây giờ bạn làm gì? Bạn cái tầm này bạn làm gì với tôi nè? Lắm máu. Lắm máu giỏi lắm mà trụ được thêm một round nữa. À định bắt phong vũ. À phong vũ định bắt cái con Mota của tôi mà. Bỏ Blink ra anh em ạ. Tớ chuẩn bị từ vừa nãy rồi. Tôi đã nói là cái con phong vũ đứng bên nào tôi đứng bên còn lại mà. Thôi round này cậu chết chắc rồi. Cung đen vẫn sống kìa. Trời ơi. Bật bất tử lên rồi. Thôi xong rồi. Bật bất tử lên là xong rồi. Làm máu đi luôn. Ôi giời còn không sống được đến nào 46. Thề. Đùa chưa cái bộ này mua ta mạnh thật đấy anh em ạ. 2 sao mà nó đấm cho 3 sao như con luôn. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Trận mà quyết định tôi lên Queen. Cực kỳ hay luôn. Rất căng thẳng khi mà gặp toàn là top 100 ở server quốc tế thôi anh em ạ. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi gặp chủ tịch hội anti fan Tuấn Cơm anh em nhá. Một trong cái trận đấu mà rất được nhiều anh em trên kênh yêu thích. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.